Em xin xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của Đường Phố Hà Nội hôm nay. Hôm nay em đang có mặt ở thủ đô Hà Nội và một huyện ngoại thành vùng ven Hà Nội, chính là chỗ đoạn Hà Huy Tập Yên Viên Hà Nội các bạn. Ở đây thì em thấy hậu quả của cơn bão Gia Huy rất là nặng nề luôn các bạn. Cây cối đổ rất nhiều. Đây một cái cây rất là to đang đổ vào một cái cửa hàng ở phía mặt đường các bạn này. Và đang cầu lên. Các bạn cầu quay lên. Rất to luôn. Mà bạn nhìn thấy cái phía bên tay trái đường kìa, cây nghiêng hết lên, gốc có những cây gần bật gốc lên. Bạn nhìn này, cây này rất là to luôn. Đây, một cái cây rất là to nữa. Toàn cây to thì bị đổ gục. Cây to cây nhỏ trong cơn bão nó không liên quan đến việc đổ hay không, mà nó liên quan đến việc cái rễ của nó có nhiều hay ít, với cả cái tán lá của nó còn là có nhiều lá cái từ nó ôm được nhiều gió hay không các bạn. Có những cây rễ khỏe mà lá nhiều ấy, nó bị gãy giữa ngang thân luôn các bạn. Còn những cây mà thân khỏe mà rễ yếu hơn thì nó sẽ bật cả gốc các bạn. Nhân viên môi trường đang làm hết sức rồi các bạn này. Đấy, nhiều luôn. Bạn nhìn cái phía bên đường bên kia một hàng cây đổ hết các bạn. Nghe hàng cây bên đó dường như là có thể họ sẽ trồng lại đường các bạn, bởi vì nó chỉ bị nghiêng thôi. Các bạn nhìn ở đây cột điện cũng đổ luôn, nghiêng cột điện luôn các bạn, kiểu như là cái cây nó đổ hay nó kéo xuống, việc một cái cây họ đã chọc đi rồi các bạn. Đây anh sửa chữa điện này, anh đang câu lại điện, sửa điện này các bạn này. Họ đi cả dây mới luôn, giờ như có đoạn đứt nhiều quá không khắc phục được các bạn. Đây với cây đấy các bạn. Tấm cũng như một cái cây cột điện này đổ luôn. Gốc cây này dường như là bị bất cả lên khỏi vỉa hè đấy các bạn. Chỗ này thì lại đang bị úng ngập.
ok, nghiêng quá rồi này các bạn này. Có những đoạn ấy như kiểu xó ở chỗ đấy là xoáy vào nó lộng lên hay sao ấy, mà chỗ ấy đổ rất ghê. Còn lên đây thì lại còn nguyên xi các bạn này. Nó đỡ hơn, ít cây hơn ở chỗ đoạn vừa xong các bạn. Đoạn vừa xong gần như đổ phải hơn một nửa. Dường như bên này họ đã khắc phục xong không ạ? À, khắc phục một chút chứ chưa xong, nên nó thoáng hơn. Còn những cây đã được chặt bỏ rồi. Đây còn cây còn đang nằm ở đây. Toàn những cái chiếc xe chở cây nhiều như thế kia mà vẫn chưa xuể. Chỗ này nó hơi bị ngập ngập một ít. Đoạn kia thì dây điện trễ xuống rồi. Dây điện vẫn đang giữ lại cái cây này luôn các bạn ạ. Nghe cây đỏ đổ ra được họ cắt và họ gom gom mà bây giờ chờ đi thu dọn. Cây ngả nghiêng bên người là cây chất đống ở đây.
dây điện hết rồi. Cây ở cái con đường mới đặt công chất này, đổ dạt hết này các bạn này. Gần như đổ sạch nha các bạn. Đến đoạn đầu này thôi này. Đoạn đầu này nó hút gió. Sang đến đoạn này dường như là cây bị nghiêng các bạn, gió thổi mạnh quá nó bị nghiêng hết. Cây này trơ cả gốc ra. Bên kia ở đoạn đầu đường mới này có rất là nhiều quán cà phê. Buổi tối thì rất nhiều các bạn trẻ đến này ngồi chơi cà phê. Và chỗ lại đổ đủ hai bên đường luôn rồi các bạn này. Rẽ trái đi Hà Nội còn rẽ phải đi Bắc Ninh nha các bạn.